Hình ảnh những thư viện đẹp nhất thế giới. Hãy cùng Lina's Blog ngắm nhìn những thư viện đẹp nhất thế giới trong video sau đây nhé. 1. Thư viện Trinity College tại Đại học Dublin. 2. Thư viện Kirby, trường Đại học Lafayette, Easton, Pennsylvania, Mỹ. 3. Thư viện của Quốc hội, Washington DC, Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang lâu đời nhất ở Mỹ. Thư viện nằm trong 3 tòa nhà, là thư viện lớn nhất trên thế giới trong số các kệ và số sách. 4. Thư viện Quốc gia Belarus tại Minsk, thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1922. Nó là thư viện lớn nhất của các ấn phẩm của đất nước và bộ sưu tập lớn thứ 3 của cuốn sách nổi tiếng Nga bên ngoài lãnh thổ của mình. Thư viện đặt tại tòa nhà 72m mới ở Minsk. Tòa nhà có 22 tầng, được hoàn thành vào tháng 1 năm 2006. Nó có thể chứa 2.000 độc giả và có một hội trường với 500 chỗ ngồi. Thành phần chính của nó là một hình thức kiến trúc rhombocuboctedra, các thiết kế của một tòa nhà mới phát triển bởi Mikhail Vinogradov và Viktor Kramarenko. 5. Thư viện của tu viện St. Gall ở Thụy Sĩ. Thư viện được thành lập bởi St. Orfmar, người sáng lập của tu viện Thánh Gall. Đây là thư viện lâu đời nhất ở Thụy Sĩ và là một trong số các thư viện của tu viện đầu tiên quan trọng nhất trên thế giới. Thư viện này nắm giữ 2.100 bản thảo, có niên đại từ các thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 15, 1.650 quyển sách thời gian in trước năm 1500 và các sách in cũ. Có rất nhiều bản thảo được giữ ở đây, ví dụ như bài hát của các Nebelungs. 6. Thư viện phòng đại học Graz ở Áo. 7. Thư viện Geisel, Đại học California, San Diego. Tòa nhà được đặt tên để vinh danh Audrey và Theodore Sears Geisel, còn được gọi là tiến sĩ Sears, cho những đóng góp hào phóng của họ đến thư viện và mong muốn cải thiện việc biết chữ của nhân dân. 8. Thư viện Delft tại Đại học Công nghệ Thư viện Nam Hà Lan. Được xây dựng vào năm 1997, thư viện được tạo ra bởi công ty thiết kế kiến trúc Meccano. Nó nằm trong sân của trường đại học. Thư viện mái nhà phủ cỏ, đóng vai trò như một vật liệu cách nhiệt tự nhiên, được xây dựng cao dần từ mặt đất ở một bên. Bạn có thể leo lên các tòa nhà. Phía trên cùng của tòa nhà là một hình nón thép, khiến cho nó có hình dạng rất độc đáo. Các bức tường đối diện của sân được cấu tạo hoàn toàn bằng thủy tinh. 9. Thư viện công cộng Stockholm, Thụy Điển. Thư viện này là một tòa nhà tròn, được tạo ra bởi kiến trúc sư Thụy Điển Gunnar Asplund. Nó được khởi công vào năm 1918. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1924 và hoàn thành vào năm 1928. Đây là một trong số những tòa nhà đáng chú ý nhất ở Stockholm. Đó là thư viện đầu tiên ở Thụy Điển. 10. Thư viện Alexandrina, Ai Cập. Thư viện và trung tâm văn hóa trên bờ biển Địa Trung Hải ở thành phố Alexandria ở Ai Cập. Đây là một đóng góp cho thư viện nổi tiếng của Alexandria đã bị mất đi trong thời Trung Cổ, cũng như một nỗ lực để tái tạo một cái gì đó tương tự. 11. Reading Room của Bảo tàng Anh London. Reading Room nằm ở Courtyard Ground của Bảo tàng Anh. Năm 1997, thư viện chuyển đến một tòa nhà mới tại St. Pancras, London, nhưng các phòng đọc sách đã có sẵn tại Bảo tàng Anh. 12. Thư viện trường đại học Sofia ở Bulgaria. 13. Thư viện công cộng Seattle, Washington, Mỹ. Thủy tinh và thép 11 tầng đã được mở ra ở trung tâm thành phố Seattle vào ngày 23 tháng 5 năm 2004. Thư viện chiếm một diện tích 34.000 m², nắm giữ khoảng 1,45 triệu sách và tài liệu khác, có bãi đậu xe ngầm cho 143 xe và 400 chiếc máy tính. Trong năm đầu tiên, thư viện được truy cập bởi hơn 2 triệu người. 14. Coimbra,
Thư viện Đại học Junina ở Bồ Đào Nha. Thư viện được đặt tại trường Đại học Coimbra, được xây dựng vào thế kỷ 18 dưới thời trị vì của vua Bồ Đào Nha João V. Thư viện này được đặt ở phần trên của trường đại học, bên cạnh tòa tháp. 15. Thư viện công cộng ở Vancouver, British Columbia, Canada. Trên đây là hình ảnh của các thư viện đẹp nhất trên thế giới. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!